là em mấy thì hồi xưa đã làm gì có biết cái vụ mà cò kiết á, làm gì có biết cái mấy vụ À, đó. không, 2022 22 hả? À 2020, à 2020 thì lúc đó à. là Dạ. gì mà tiền thì tụi người cố hỏi đi đi. Dạ. Đây có địa chỉ, thật thà địa chỉ sau đây, khi nào mi thằng bạn đang mi mua đi mua cho thằng bạn để thằng chó nên khi nào mi biết chứ còn gì thật. Dạ. Thì thầy sáu trở lại dân dân mi bị được đối tiền nhất lúc đầu bị gì đó có việc kiểu Dạ. chạy cả tớ. À, trước mặt cô chú chị mình đây ha, à, đường rất là rộng và có những cung đường ngã tư ngã ba ha, đó, à, và những hướng đi rất là thuận tiện cho cô chú chị mình ha. À, xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Em là Điền đây. À, cái cung đường trước mặt cô chú chị mình đây là mặt tiền đường Hùng Vương anh chị, à, có tên là đường Hùng Vương, à, hay dân địa phương ở đây hay gọi là đường số 4 anh chị ha. À, nói tới đường số 4 thì dường như ai cũng biết anh chị đó. Và hướng trước mặt cô chú chị mình đây ha, à, đi khoảng vài trăm mét thôi là mình giao ra với lại đường tuyến đường quốc lộ 55. À, đường đó thì nối từ thành phố Bà Rịa về đây ha, à, đi tay trái là mình đi thành phố Bà Rịa, còn mình đi tay phải là mình sẽ đi suối nước nóng Bình Châu, biển Bình Châu ha đó. À, đi thẳng qua luôn quốc lộ 55 là mình gặp ngay trung tâm thương mại anh chị ha, đó là một cái chợ đêm, à, chợ đêm Xuyên Mộc, và cũng là nơi để mà mua sắm nhỏ lẻ hay là những cái sau này sẽ có tương lai sẽ có những cái siêu thị lớn sẽ về đó ha. À, chỗ đó thì dường như là hạ tầng giao thông và cái hoạt động thì đã đang hoạt động rồi và hạ tầng đã xong rồi anh chị ha, đường xá rồi đường điện đèn này kia ok hết rồi ha đó. Và mình ra ngoài đây đi chút xíu thôi, rẽ bên tay trái chút xíu là mình ra gặp ngay bệnh viện huyện Xuyên Mộc anh chị đó. Nói chung là hiện tại em đi đang có mặt ở đây là ngay vị trí thuộc xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị, thuộc xã nhưng mà nằm ngay vị trí trung tâm thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện anh chị ha, đó nằm giáp ranh luôn anh chị ha đó. Và bất động sản em đi muốn giới thiệu tới đây á, là nằm trên trục đường này luôn ha, mặt tiền đường này và giáp theo mặt tiền đường này là 13 mét mặt tiền anh chị đó. Có vỉa hè rộng khoảng là 6 mét, à, mỗi bên là 6 mét và đường thì rộng khoảng là hơn 20 mét, à, đúng rồi, à, khoảng là mười mấy mét, 20 mét á, à, cũng rất là rộng, hai làn đường ha. À, và hướng này thì mình sẽ đi thẳng luôn ha, mình sẽ tới cuối đường mình sẽ giao với lại đường Xuyên Phước Cơ hay được gọi là đường 328, mình đi thẳng xuống biển Hồ Tràm ha. Đó mình ra rẽ trái là mình đi xuống biển Hồ Tràm, còn mình đi tay phải mình sẽ thông ra lại quốc lộ 55. À, nói chung là tuyến đường này nó sẽ thông thương và tiếp nối nữa, đường này sẽ còn một cái giai đoạn nữa mở rộng giống như một cái cung đường tránh đó chị ha. À, đi sẽ đi thông thẳng ra quốc lộ 5 luôn, à, đi qua bên phía mà ngay cái cổng mà cổng huyện Xuyên Mộc anh chị ha. À, cô chú chị mà đi di chuyển Sài Gòn về đây mà sẽ gặp cái cổng chào mừng của huyện Xuyên Mộc đó, đó con đường đó sẽ thông ra đó ha. Hiện tại thì cung đường này hoàn thành cách đây khoảng là 9 năm đổ lại đây thôi, à, cũng rất là gần đó, có tuổi đời là 9 năm rồi anh chị ha. Và bất động sản em Điền muốn giới thiệu tới đây ha, đây anh chị rất là đẹp, à, có bất động sản này có sẵn căn nhà một trệt một lầu mà giá bán cực kỳ rẻ anh chị ha. Nói chung là những bất động sản nào mà em Điền quay từ trước tới nay á, quay up lên trên kênh YouTube của em Điền á, thì những bất động sản đó chủ gửi bán thì em đều kiểm tra tất cả thông tin trước khi rao bán và về vấn đề quy hoạch, sổ sách này kia ok hết em Điền mới quay chào bán tới cô chú chị. Nói chung là em sẽ hướng về cái người tiêu dùng nhiều nhiều hơn anh chị ha. Đó. À, ranh móc của mình thì đây em Điền sẽ mô tả về trước về cái diện tích bất động sản của mình, bản vẽ này kia, hoàn công này kia em Điền sẽ nói sau ha. À, và em Điền sẽ mô tả trước bất động sản mình là có mặt tiền ha, bất động sản mình thì mặt tiền là 13 mét, hậu chỉ còn lại 11 mét thôi nhưng mà không phải top hậu anh chị, do là bất động sản mình chéo theo đường, nếu như cô chú chị mình mà
đo vuông góc á, thì 11 mét vuông góc ha, vuông ha. Đó. Ranh từ đây ha và qua tới bên này. Đây. Bất động sản mình thì còn trừ một bên này là đất trống ha. Qua tới bên này ha. 13 mét mặt tiền ha. Đó, từ đây qua bên đằng kia là 13 mét mặt tiền. Sâu vào trong á là một cạnh này là 30 này ha, cạnh này sâu vào 30. Hơi xé chút xíu. Và cạnh bên kia và sâu là vào là 36 ha. Tổng diện tích bất động sản mình là 366 mét vuông. Có sẵn là 100 mét thổ cư rồi anh chị. Đó. Và cái bất động sản mình thì hiện tại đang xây dựng là khoảng là ngang 5, sâu 25 là diện tích sàn ha là 125 mét vuông. Và lên tầng nữa thì tổng diện tích sàn của mình là 250 mét vuông anh chị. Đó. Nói chung là gia chủ mình á xây dựng thì đang xây dựng trên phương diện là có bản vẽ đàng hoàng ha, kỹ sư thiết kế đó. Và anh thì ở đức xã nên là anh cũng không cần xin giấy phép xây dựng, nhưng mà có giấy hoàn công ha, chưa hoàn công vào sổ thôi ha. Nói chung là bất động sản mình thì quy hoạch không dính bất cứ quy hoạch gì, em Điền dám cam kết với cô chú chị ha. Đó, nói chung là em Điền có tìm hiểu và những pháp lý bất động sản mà em Điền quay lên đó thì em Điền sẽ tìm hiểu kỹ trước khi quay lên ha. Đó. Và bây giờ em Điền sẽ tiến hành vào bên trong bất động sản mình để quay chi tiết ha. Đó. Nói chung là bất động sản này em Điền sẽ báo giá trước luôn ha. Bất động sản mình tổng bất động sản này có nhà luôn ha, đất trống có nhà luôn, là giá cần bán nha. Giá đang cần bán chứ không phải là giá mà giá kêu cao đâu anh chị. 6 tỷ rưỡi cho tổng bất động sản này ha. Cô chú chị nhìn nhà thì cũng có thể thấy ha. Cô chú chị mà rành về công trình á thì thấy nhà cũng xây xong, hoàn thiện xong cả nội thất này kia thì cũng phải ngoài 3 tỷ rồi ha. Chưa kể là đất đai nữa anh chị ha. Đó, giá đang cần bán, giá bán lỗ anh chị. Đó. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành vào bên trong cho cô chú mình xem. Đây, trước khi mình vào thì mình sẽ gặp một cái có một cái cổng ha. Đó, cổng rào kiên cố, ốp gạch rất là đẹp, thẩm mỹ. Đó, vào đây thì có đây hai cái cổng chạy CNC ha. Sắt nguyên khối. Rất là cứng cáp, rất là đẹp. Chỉ tiếc cái là cái cổng này mà gắn thêm cổng điện nữa thì hay ha. Cổng điện điều khiển từ xa. Nói chung là cái không gian này thì cô chú chị mình có thể đậu dư sức hai chiếc xe ha, hai chiếc xe ô tô ha. Đó, một chiếc đậu đầu kia, một chiếc đậu sau đuôi ha. Còn phía bên hông thì mình có thể đậu 5-7 chiếc xe máy nữa. Đó. Và nếu đậu một chiếc thì đậu một chiếc xe 16 chỗ vô tư anh chị, rất là rộng. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ vào cái phần sân. Thì phần sân thì khoảng trống bên này thì từ cổng đi vào thì khoảng là 10 mét ha. Phần trưng sóng trống khoảng là 10 mét. Rất là thoáng mát. Và mình có một cái mái che di động ha. Mái che kéo. Có thể mình là làm một cái, mình có thể mà muốn nắng quá, mình muốn mát thì mình sẽ kéo lại. Còn mà buổi tối gì đó mình muốn mát nhà hay gì đó, chiều tối á, mình muốn mát thì mình kéo ra cho gió thổi này kia là mát nhà ha. Em Điền cũng quên, bất động sản mình đang có là hướng đông bắc đó chị ha. Hướng đông bắc, hướng đón nóng nắng buổi sáng và buổi chiều thì nắng ngã về đằng sau là rất là mát anh chị ha. Đó, cái vị trí và cái hướng thì rất là mát, đón gió ha, mát mẻ. Giờ này giờ trưa nhưng mà em Điền quay thì cũng thấy gió rất là mát anh chị. Đó rồi, tiếp tục là đó, có một cái khoảng sân, máy vòm di động, máy kéo. Mình cô chú chị mình mà thí dụ mà có tiệc trong gia đình mà đông người đó, mình làm tiệc buổi tối đây, làm mấy cái bàn ngồi đây ha, kéo bạc ra là mát mẻ liền các chị. Đón gió trời và cái không gian của ngoài trời rất là mát, không có bị tù túm anh chị ha. Đó, kéo ra thấy sáng liền. Cái bạc của mình là kéo tới hết sát vô cái nhà luôn đó anh chị ha. Và kế bên đây có trừ một cái cửa, tại vì cái nhà kế bên đây là cái nhà mẹ của gia chủ mình ha, đây là có một cái cửa bên hông để mở ra mở vô đi qua cho thuận tiện ha. Đây là cái vào phần bậc thềm. Ở trên này thì có những cái đèn chiếu sáng ha, trên trần. Đó. Và cửa của mình là cửa nhôm ha, nhôm kính ha. Rất là sang trọng, thẩm mỹ.
bốn lá ha. Đây là mình mở không gian hơi mở để mà mình đi ra đi vào thôi, nhưng mà mình có thể mở rộng hơn được nữa ha. Đó. Rất là rộng. Diện tích xây dựng của mình thì ngang là 5, sâu là 25 ha. Xây full luôn. Đó. Đây, vào đầu tiên thì mình sẽ gặp một cái phòng khách rất là rộng. Phòng này có thể chứa được mười mấy 20 người ha. Đó, rất là rộng. Và cái nội thất xung quanh thì là ốp gỗ công nghiệp ha. Nhìn rất là sang ha. Đó. Nói chung là gia chủ mình bán sẽ để lại tất tần tật ha, từ nội thất từ tất cả để lại hết. Đó. Nhà nói chung là nhà này là xây ra để ở anh chị. Xây ra để ở nhưng mà giờ kẹt quá cũng cũng phải bán thôi, chứ không phải là mua bán kinh doanh gì đâu ha. Đó, rất là rộng. Đó, tivi, màn ảnh. Đó, ngồi phòng khách đây. Đó. Và đi vào phía bên trong nữa là gặp ngay một cái cầu thang ha, cầu thang lên tầng trên và một cái không gian bếp ha. Không gian bếp dưới này. Đó, và cũng dường như là đây là một cái phòng master luôn ha, phòng lớn nhất ở đây, cái sảnh luôn. Phòng khách bên này và bên này là phòng bếp vừa ngồi chơi này kia. Và nhà mình thì có một cái giếng trời ha, rất là sáng luôn. Đó. Bên này thì có một cái bể cá. Bể cá này chắc cũng anh ấy cũng đầu tư cũng nhiều tiền đó. Đó. Cá mình để lại luôn. Nói chung là gia chủ mình đi ra tay không và những cái hành lý cần thiết thôi, còn lại tất cả để lại hết ha. Bên này có một cái những cái tiểu cảnh à, làm mát mẻ cái ngôi nhà của mình ha. Cây xanh này kia. Đó, rất là đẹp. Đó. Nếu mà cô chú chị mà thấy không vừa mắt thì mình có thể mua về mình đầu tư thêm ha. Đó. Em đi quay thì đôi lúc cái giá trị của cái bất động sản này nó đôi lúc sẽ có nhiều người sẽ không có cái tài sản đó để mua cái bất động sản của mình, nhưng mà cô chú chị xem tham khảo để mà về tham khảo về cái để mình về sau này mình xây nhà mình thiết kế theo cái ý của mình ha. Đó. 6 tỷ rưỡi anh chị. Đây ở dưới đây là phòng không gian bếp rồi. Bàn ăn đây. Và bếp này, lò điện ha. Tủ chén rồi gia vị này kia nó rất là ngăn nắp. Nói chung là nhà này thì đa toàn bộ là của kỹ sư thiết kế hết ha. Nói chung gia chủ chủ đầu tư mình không có đụng đậy gì hết. Đó. Thiết kế rất là khoa học ha. Bên này có những chùm chiếu sáng. Đó. Chiếu sáng công viên này, ở dưới bếp thì những cái đèn led nhỏ nhỏ. Đó. Bật lên là sáng toàn toàn bộ căn nhà luôn chị. Bên này thì có một cái chỗ nhỏ để cúng ông Táo ha. Đó. Ở ngoài đây thì có chỗ ông Địa ngoài đây rồi. Đó. Nói chung là về cái bố trí này kia thì rất là khoa học. Đó. Bên này có một cái tủ lạnh ha, rất là bự luôn. Đó. À, tủ lạnh này cũng giá trị đó chị ha. Đó. Bên này là chắc là em nghĩ là cái chỗ ấp chén đổi cái chỗ sưởi ha, sưởi chén đổi của mình ha. Cô chú chị chịu khó xem hết video của mình, đôi lúc mình có thể là xem tham khảo cái nhà này, sau này mình có thể mình xây nhà mình bổ sung cho cái căn nhà của mình được hoàn thiện hơn ha. Đây là một phòng ngủ đó anh chị ha. Đó. Phòng ngủ khá là rộng đó. Ốp nói chung gỗ mình là cửa gỗ gỗ công nghiệp ha, nhìn rất là thẩm mỹ, rất là sang. Đó. Có khóa tay nắm cứng cáp. Và trong này sẽ có một cái tủ đồ à, bên này là tủ đồ luôn, tủ đồ của phòng ngủ ha. Đây thì giường, nói chung là chắc là giường này thì đang để cho con cái thôi, học này kia thôi, chứ còn mà ngủ thì nằm trên kia, đôi lúc có sẽ có khách này kia mình sẽ cho ở dưới này ha. Đó. Tổng bất động sản mình là có 3 phòng ngủ ha, ở dưới một phòng, trên 2 phòng ha. Xíu em đi sẽ lên trên. Và đây có một cái cửa sổ cho phòng mình ha, cho nó thoáng mát cái không gian phòng ngủ của mình. Đó. Không gian mở ha, phòng ngủ này là phòng ngủ không gian mở. Và bên này có một cái cửa sổ này, cửa sổ bên chỗ bàn ăn này, và đây cửa sổ cho cái đường luồn lui phía sau để gió nó có thể luồn vô nhà mát nhất có thể.
Dưới này xuống dưới này thì mình sẽ gặp bên tay trái là một cái toilet ha. Toilet kết hợp luôn phòng tắm ha. Đó, toilet rất là đẹp, rất sang trọng. Có cái gương điện luôn chị ha. Đó, sáng ha, đẹp không? Đó. Ở đây thì cửa nhôm. Mặt kính mờ. Đó. Rất là đẹp. Sự là rất là thẩm mỹ anh chị. Đó, cái bồn rửa mặt đánh răng nha. Rồi tiếp tục lui phía sau, đây là cái không gian mở đằng sau. Nói chung là bất động sản mình thì ở đằng sau rào kín hết ha. Ở đây thì cũng là cực kỳ an ninh, tại vì ngay trung tâm huyện cũng cũng gần huyện đây ha. Nói chung khu vực này cũng cực kỳ an ninh. Đó nên là gia chủ mình làm cái này thì bảo vệ cái ngôi nhà của mình thôi ha. Được kín đáo hơn ha. Đó. Ở đằng sau có một cái đèn năng lượng mặt trời ha. Đó. Và đằng sau này bỏ những cái dường như là bỏ những cái dụng cụ linh tinh và phơi áo quần đằng sau này. Bất động sản mình thì dài lùi phía sau nữa chị ha. Có lùi khúc một khúc phía sau nữa, rồi một khoảng nữa. Đó, tại vì bất động sản mình hậu của nó là 11 mét là anh chị. Đó. Ngoài kia đi vô thì xéo, xéo vô tới đây ha. Xéo vô mép đây, lùi sau chút xíu ha. Từ đây, từ bên này qua bên này ha là 11 mét đó. Nói chung là dân cư ở đây thì tương đối là cũng đông rồi anh chị. Và cái mặt tiền ở ngoài á có những hàng quán buôn bán ngoài đó nữa ha. Chạy chút xíu lên đây là gặp những quán nhậu, quán ăn uống đồ này kia lên đây rất là nhiều ha, quán cà phê này kia đó rất là nhiều. Nói chung là mặt tiền này vẫn kinh doanh được, nhưng mà gia chủ mình thì không có kinh doanh. Gia chủ mình sẽ có làm một cái nhà bên đây và trừ một cái khoảng đất trống bên kế bên ha. Nếu mà cô chú chị mình muốn mở rộng kinh doanh gì đó thì có thể làm cái mảnh đất trống kế bên. Đó, rồi bây giờ em đi sẽ lên trên lầu ha. Đó, bậc cầu thang cũng làm tay nắm bằng gỗ này, và những cái bậc bước đi thì cũng làm bằng gỗ luôn anh chị ha. Đó. Rất là sang và thẩm mỹ anh chị, cứng cáp ha. Đó. Đó. Đi lên thì mình sẽ gặp một cái phòng thờ ha. Đấy. Gia chủ mình làm một cái phòng thờ rất là đẹp anh chị, cái phòng thờ cho tổ tiên mình đó. Hiện tại gia chủ mình chưa thờ cúng ai hết ha, đang để tượng Bồ Tát thôi đó. Bên này mình có thể làm một cái tranh ảnh gì đó ha, rất là đẹp, rất thẩm mỹ đó. Cô chú chị mình có thể thấy nè, xem được cái căn nhà này thì cô chú anh chị cũng đã biết rồi. Chính xác là gia chủ mình là mua để ở rất là tâm huyết luôn chị. Đó. Nhưng mà kẹt quá thì phải bán thì chấp nhận thôi. Đó. Ở trên đây là giếng trời nhìn xuống này, mình đang đứng ở cái lan can giếng trời ha. Đó, nhìn xuống ha. À, cá không gian cái bể cá này và cái tiểu cảnh nhỏ ở đây ha. Gặp thấy luôn cái bàn bàn ăn. Thì, đó. Nhà thì không gian rất là rộng. Đây. Cho chú quay xíu nha con. Cho chú mượn phòng xíu. Đó. Nói chung là phòng ngủ thì phòng nào cũng có máy lạnh anh chị ha. Nhưng đặc biệt riêng phòng này lại có luôn cái phần toilet này kia riêng trong phòng luôn ha. Bên này là bồn rửa mặt ha, đánh răng, bồn rửa mặt. Đó, bật lên, đó, sáng đẹp, rất là đẹp. Kính đó, kính hãy soi gương. Rồi bên này là bồn cầu, vòi tắm chung trong này ha, có một cái cửa thông gió luôn ha. Đó, đó nói chung là tích hợp trong phòng ngủ này luôn. Đó. Còn trên này thì đây là một cái kệ để tivi ha, tivi và những vật dụng linh tinh ha nằm ở đây. Đó. Rồi bên này thì nệm ha. Trên này thì những cái ốp gỗ công nghiệp ha, nhìn rất là sang trọng. Và đèn LED đi theo dưới cái phần phần gỗ đó, làm điểm nhấn lên cái phòng của mình ha. Còn bên này là một là bàn trang điểm, hai là có thể là bàn học cho bé hoặc là bàn làm việc của mình ha. Bên này có một cái tủ đồ đó, và những cái ngăn kệ để đồ ha, rất là đẹp anh chị. Em điền vào
vào cái bất động sản này mê luôn á chị ha. Đó. Nói chung là clip này em Điền quay thì sẽ là hơi dài nha. Cô chú chị mình chịu khó xem ha. Tại vì em Điền quay từ đầu tới cuối luôn, quay chi tiết luôn cho cô chú chị mình có thể là xem để mà hình dung được nhiều nhất có thể. Đó. Bên này trước đây thì đây ra một cái lan can ngoài đây. Đó. Không gian trước. Phòng ngủ này thì có view vúng trước này luôn ha. Đó. Đây, em Điền đang đứng phía phía trên lan can của bất động sản mình. Đó, nhìn xuống mình sẽ thấy cái sân ha. Đó, kéo bạt vào thì nó sẽ mát luôn nguyên cái sân này. Đó. Này dân cư anh chị thấy này, toàn những nhà lớn lớn không ha. Đó. Và có những cái tuyến đường thông luôn. Tuyến đường vạch kẻ vàng bên này cô chú chị có thể thấy này. Là đi xuống hồ Sông Kinh cũng như đi hồ Tràm được luôn anh chị ha. Đi thẳng xuống đó. Và bên này có một cung đường xéo đấy này, bắc ngang qua này. Mình sẽ đi được là bệnh viện huyện Xuyên Mộc cũng như là khu tái định cư đó đó ha. Nói chung là khu hành chính nó đi được hết ha. Đó, giao thông rất là thuận tiện. Đó. Mình bất động sản mình thì không có đâm đường hay không có vấn đề gì hết. Nằm gần ngay ngã tư đây. À, đây là về cái vấn đề di chuyển thì thuận tiện ha. Rất là mát các chị. Nhà này không có tù tắm anh chị. Nói chung là gia chủ mình làm cái không gian thoáng nhất có thể. Đó, vào căn nhà thì rất là mát. Đó. Bên này thì là một cửa sổ. Cửa sổ của cái phòng thờ của mình ha. Thoáng mát. Tất cả cửa cửa ngoài nha, cửa cửa ngoài nói chung là những cái cửa mà làm phía bên ngoài cửa sổ hay là cửa chính thì đều làm bằng nhôm kính hết anh chị. Tại vì nhôm kính thì nó chịu nhiệt và chịu cái thời tiết nó tốt hơn là gỗ ha. Gia chủ mình đã quyết định làm nhôm kính. Còn những cái phòng ngủ này kia đó, phòng ngủ, phòng khách, cửa nẻo này kia thì đều làm bằng gỗ công nghiệp hết. Nên là về cái thẩm mỹ, về cái chất liệu này kia thì đẹp ha. Và bên trong đây là phòng ngủ thứ ba anh chị. Ở dưới sàn mình là lót này chắc là lót gỗ anh chị, sàn này sàn gỗ đàng hoàng nha. Đó. Lót rất là đẹp. Đó, khít. Không có một khe hở luôn anh chị. Đó. À, phòng này cũng tương tự nhưng mà tương tự phòng bên kia nhưng mà không có toilet riêng ha. Đây. Tủ áo quần, nệm và một cái bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc của mình ha. Đó, trên này để kệ đồ lung tung lên tinh và cái bách rào phòng ngủ mình thì ốp những cái miếng này rất là thẩm mỹ này nhìn rất là sang anh chị, rất đẹp. Đó, phòng phòng ngủ thì mình trang bị đèn 3 chế độ ha. Và lui tiếp sau đây là một cái toilet nữa, tổng là bất động sản mình có 3 cái toilet anh chị ha. Ở dưới một, ở trên này là một, nữa là hai, còn trong phòng nữa có riêng trong phòng ngủ nữa là ba ha. Đó, bên này thì một cái máy giặt bên đây và trong này là toilet đó. Và ở đằng sau đây gia chủ mình thiết kế một cái không gian tường thoáng gió ha, thoáng khí để mà gió có thể đi vào từ tầng trên xuống tầng dưới rất là mát các chị và đẩy gió ra ngoài. Đó. Nói chung là thiết kế về cái vấn đề mà thông gió rất là khoa học anh chị. Đó. Em nghĩ là về cái thiết kế bất động sản căn nhà này thì đa số phần đa nha. Cô chú anh chị sẽ ưng ý với lại cái thiết kế của căn nhà này. Đó. Riêng em Điền vẫn thích cái thiết kế này ha. Sau này em Điền có xây nhà thì em cũng là làm tương tự như vậy ha. Nhìn không gian rất là thoáng đãng. Đó. Bên cái phần lan can này thì có những cái đèn chiếu sáng của cầu thang mình ha. Đó, rất là đẹp anh chị. Rồi cô chú chị nào mà ưng ý cái bất động sản này thì xuống xem thực tế ha và liên hệ em Điền sẽ dẫn đi xem thực tế cái căn nhà này. Và em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền. Em Điền sẽ hẹn gặp lại cô chú chị những clip sau của em ha. Xin chào và hẹn gặp lại.